Chức năng tiếp theo mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu ở thanh filter này đó là limit file. Limit file chúng ta sẽ biến đổi các đối tượng to nhỏ hay phóng to một đối tượng, và có thể tăng cái vùng nào đó lớn lên hoặc nhỏ đi. Ví dụ các bạn muốn làm mắt to hay mắt nhỏ, chúng ta vào đây, các bạn chọn đối tượng và vào filter, các bạn chọn phần limit file. Sau khi chọn xong thì ở đây các bạn đang từ chọn đầu tiên, là có nghĩa chúng ta sẽ cùng nhau biến dạng đối tượng được, và cái nét vừa đây to hay nhỏ, và thì tôi sẽ cho nhỏ đi và hoặc là lớn lên. Sau khi tăng lớn rồi, chúng ta bắt đầu biến đổi đối tượng. Tôi thích cái tai của con thú nuôi này, kéo dài đây, hay là đầu này to lên, ví dụ vậy. Sau khi biến dạng đối tượng rồi, bây giờ tôi muốn lấy lại vùng nào đó chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái chức năng thứ hai, nó dùng cái dạng như brush. Các bạn đã biết hết chơi brush rồi, cái này tương tự như vậy. Cái tôi vùng nào thì lấy lại vùng đó, lấy lại vùng trước khi biến dạng. Đây là chức năng chúng ta sẽ làm nhỏ đối tượng, nhỏ những vùng mà chúng ta chọn. Giả sử con mắt này tôi muốn nhỏ đi, các bạn bấm chuột trái hoặc là giữ chặt chuột trái. Đối lập với công cụ này là công cụ thứ hai, làm lớn đối tượng lên, tôi muốn con mắt này to lên, ví dụ thế này. Còn công cụ thứ ba tức là dạng tạo cái nét sóng biến dạng, và cuối cùng là bàn tay và zoom. Nếu đồng ý thì chúng ta có thể ok, không tôi sẽ scan. Chuyện có hình thứ hai, chúng ta có thể ứng dụng làm eo con này nhỏ hơn, các bạn zoom lớn lên và dùng cũng công cụ đó mà thôi, này with file, và cho nét vớt nhỏ đi. Rồi ví dụ nhỏ như thế này chẳng hạn. Sau đó chúng ta cùng zoom đối tượng lên. Khoảng 200%. Chúng ta cùng nhau tiến hành bóp nhỏ eo cô gái này lại. Các bạn bấm chặt chuột trái và kéo vào. Hoặc là chúng ta có thể cho bóp tay lớn lên. Rất dễ dàng phải các bạn. Nếu đồng ý chúng ta ok đóng lại. Chức năng này khá hay và lý thú phải không nào?